Bản tin 24 giờ xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất về thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như là tin tức lũ lụt đang rất nóng hiện nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nước sông Trường Giang ở Nam Kinh hôm qua đã vượt mức báo động, dự kiến tiếp tục dâng cao vì mưa bão. Sông Trường Giang đoạn chảy qua thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đạt mức 10,1m vào 16h30 ngày 1 tháng 8, vượt báo động 1,4m. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử nước sông Trường Giang ở Nam Kinh vượt báo động, hai lần trước vào năm 1954 và 1998. Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 tới ngày 6 tháng 8, Nam Kinh tiếp tục hứng chịu mưa bão lớn, khiến mưa lũ tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Lực lượng dân phòng, cứu hỏa và người dân thành phố đang khẩn trương gia cố đê ngăn lũ. Chịu ảnh hưởng của nước sông Trường Giang, mực nước các con sông và hồ chứa ở tỉnh Giang Tô cũng tiếp tục dâng cao. Những ngày gần đây, nước sông Thủy Dương dự kiến đạt trên 12,8m, hồ Thạch Cữu, hồ nước ngọt lớn ở hạ lưu Trường Giang cũng có mực nước lên tới 12,4m. Mực nước ở toàn bộ 300 con sông của Trung Quốc đều đạt mức cảnh báo báo động từ tháng 6, trong đó 13 con sông dâng cao kỷ lục. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm 1 tháng 8 cho biết, nước sông dâng cao kết hợp với giải mây Mai Vũ gây mưa liên tục, khiến Trung Quốc đang bước vào thời kỳ chống lũ quyết định. Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tới 37,89 triệu người ở 27 tỉnh, khu tự trị và thành phố Trung Quốc, khiến 141 người chết hoặc mất tích, 28.000 ngôi nhà bị phá hủy. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm 1 tháng 8 nâng mức cảnh báo lũ lên cấp 2. Mực nước tại hồ chứa ở 10 đập thủy điện dọc Trường Giang đã đạt mức giới hạn. Lại là một đêm không ngủ với Ngô Thắng Tùng khi lần thứ 3 liên tiếp ông làm nhiệm vụ tuần tra trên sông Tây Giang, tỉnh Giang Tây. Ngay sau khi Ngô bắt đầu ca làm việc tại huyện Ba Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, xét lóe sáng bầu trời, sấm chớp cũng xuất hiện ở phía xa. Cảnh tượng đó khiến ông đứng lặng, lo sợ về cơn bão đang trực ập tới và sự ổn định của mặt đất dưới chân ông. Tôi lo lắng một chút. Dự báo thời tiết nói mưa còn tiếp diễn vài ngày nữa. Ngô, cán bộ làng Vạn Lý cho hay, địa phương của ông nằm ngay gần hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Sáng nay, trận mưa lớn và đợt xả lũ trên thượng nguồn sông Trường Giang, mực nước hồ Bà Dương đã dâng cao chưa từng thấy, ở mức cả hơn 22,5m. Đắc nhiều thị trấn và ngôi làng nằm gần đê bao quanh hồ vào tình thế nguy hiểm. Vạn Lý chỉ là một trong nhiều ngôi làng chịu tác động của đợt lũ mới nhất của Trung Quốc, khi thiên tai đã lan rộng tới 20 trên 31 tỉnh thuộc đại lục. Theo số liệu chính quyền tính đến ngày hôm qua, gần 35 triệu người bị ảnh hưởng, ít nhất 120 người được báo cáo đã chết hoặc mất tích. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực dọc sông Trường Giang, theo hãng tin thông tấn xã Xinhua, tỉnh Giang Tây có 2.545 km đê và 2.242 km. Trong số đó đang đối mặt với tình huống vô cùng nghiêm trọng liên quan đến kiểm soát lũ. Nhiều đoạn đê đang được người dân địa phương giám sát nhiệm vụ mà ông Ngô đang làm. Hôm 1 tháng 8, nước lũ làm vỡ đoạn đê mà Ngô đang chịu trách nhiệm theo dõi, gây ngập vài ngôi làng nằm dưới thấp, khiến 20.000 người bị mất điện hoặc nước ngọt, ông Ngô cho biết. Ông nhận nhiệm vụ tuần tra từ giám sát viên vào hôm 31 tháng 7 khi dòng lũ đang tràn về phía họ. Ông cùng những người dân khác thay phiên nhau theo dõi khu vực, mỗi người giám sát vài trăm mét bờ sông. Ông Ngô sử dụng đèn pin để kiểm tra những vấn đề nguy cơ gây rủi ro cũng như các dấu hiệu nước tràn bờ. Những người giám sát dành gần như cả đêm để tuần tra, chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát nếu phát hiện dấu hiệu đáng lo ngại. Họ sẽ báo cáo với cấp trên, những người chịu trách nhiệm điều phối, ngay cả một bất thường nhỏ cũng khá nguy hiểm. Dòng nước chỉ mất vài phút để ập tới, ông Ngô giải thích. Người dân làng Vạn Lý vẫn nhớ khi nước tràn vào hôm ngày 31 tháng 7, Hoàng Địch Quần, một người giám sát khác, cũng nói lúc đó đang đứng trên một cây cầu khi đoạn đê ở phía khác bị vỡ. Tôi chứng kiến dòng nước đập vào bờ kè và nghe thấy âm thanh nứt vỡ, rồi đột nhiên nó sụp xuống, Hoàng kể lại. Lần lượt từng ngôi nhà chìm trong dòng nước, trong khi người dân sợ hãi chạy qua cầu hoặc trèo lên mái nhà để đảm bảo an toàn. Cả cánh đồng lúa của ông Ngô đều bị ngập. Ông cho biết nếu nước rút nhanh, một số cây trồng vẫn có thể cứu được, nhưng dự đoán tình trạng ngập lụt có thể kéo dài 2 hoặc 3 tháng nữa. Dọc theo sông Trường Giang, mực nước trên nhiều hồ nhánh sông vẫn tăng lên và không thể thoát đi đâu được. Do đó, Vu chỉ có thể cố gắng chặn một vụ vỡ đê khác xảy ra và cầu nguyện. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đứng nhìn, ông nói. Hoàng Hòa Tú,
đứng trong ngôi nhà 3 tầng nhìn dòng nước lũ cuồn cuộn chảy phía phía bà sau khi con đê gần nhà bị vỡ vào chiều ngày 3 tháng 7. Cùng lúc đó, bà nhìn thấy người hàng xóm dẫn theo 3 đứa con rời khỏi ngôi làng Kiều Đầu ở Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, miền Nam Trung Quốc. "Đừng đi nữa, cô sẽ bị nước cuốn trôi đó," Hoàng vội vã hét lớn. Bà đưa họ vào nhà mình, nơi chỉ trong vòng nửa giờ nước đã dâng lên tới tầng 2. Họ vội chạy lên tầng 3 để lánh nạn, nhưng Hoàng không còn thời gian để thu gom đồ đạc. Ngay cả điện thoại di động của bà cũng bị nước lũ cuốn trôi. Hoàng kể, người hàng xóm bật khóc nức nở, thật khủng khiếp. Cô nói khi Hoàng bảo cô ở lại và đừng lo lắng về việc họ sẽ ăn gì hay sống thế nào giữa biển nước mênh mông. Làng Kiều Đầu của họ là một trong những nhiều nơi hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng trong tuần này, với 20.000 cư dân mắc kẹt trong tình trạng mất điện và không có nước sạch. Hoàng đã may mắn sống sót sau 3 ngày chỉ ăn bánh quy và uống nước lã, trước khi được con trai Hoàng Song Tây và lính cứu hỏa tới cứu. Mưa lớn và lũ lụt đã tiếp diễn suốt nhiều tuần qua ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc, ảnh hưởng gần 34 triệu người ở 27 tỉnh. Theo thống kê chính thức, làng của Hoàng là một trong những nhiều khu vực gần Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang ngày 1 tháng 8 đã phát cảnh báo lũ cao nhất ở hồ này. Giới chức cảnh báo mực nước hồ có thể đạt kỷ lục 22,59m như hồi tháng 7 năm 1998. Đợt lũ lụt năm đó kéo dài từ giữa tháng 6 tới đầu tháng 9 được xem là tồi tệ nhất Trung Quốc trong hơn 40 năm, khiến hơn 4.000 người chết và hàng chục triệu người bị ảnh hưởng. Từ những tỉnh Quảng Đông ở phía Nam tới Thác Long Giang ở tỉnh Đông Bắc, tối ngày 30 tháng 7, mực nước hồ đó được xấp xỉ 22m, theo Trần Quý Nhã, Phó Giám đốc Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang cho biết, mực nước hồ nhiều khả năng sẽ vượt qua năm 1998, Trần nói, và thêm rằng công tác chuẩn bị ứng phó với lũ đang được tiến hành. Sáng ngày 1 tháng 8, nước lũ đã nhấn chìm các con đường ở Kiều Đầu, ngôi làng giờ trở thành hồ nước và nhiều ngôi nhà giờ như những ốc đảo giữa biển mênh mông. Nhiều trường học và phòng khám ở ngôi làng đã ngập quá nửa. 7 ngôi nhà đã bị dòng nước cuốn trôi, nhưng may mắn không có người chết. Ngồi trên xuồng cứu hộ Thượng Nhiêu, đội phó đội cứu hộ Thượng Nhiêu cho biết việc giải cứu người dân gặp nhiều khó khăn. "Chúng tôi sợ rằng động cơ xuống có thể cuốn phải rác như dây thừng hoặc cỏ và bị chết máy," anh nói. Họ cũng phải dẫn theo một cư dân nắm rõ đường đi lối lại ở trong làng để tránh nguy cơ xuồng lao vào tường, dây điện hay các vật nguy hiểm đặt dưới nước. Đôi khi họ cũng phải chú ý với các chướng ngại vật trên đầu khi xuồng đi qua các tán cây ngập nước. Khi tới nhà dân, lính cứu hỏa sẽ dùng dây thừng cố định xuồng vào hàng rào trước khi Sun trèo lên ban công để giải cứu người dân. Đôi khi anh phải cõng họ trở lại xuồng cứu hộ an toàn. Hoàng Mỹ Phong, người dân làng Kiều Đầu đã bị nước lũ cuốn mất ngôi nhà 3 tầng vừa xây xong năm ngoái. "Cô không còn biết mình đã mất bao nhiêu tài sản, còn trang trại của gia đình tôi nữa. Chúng tôi chỉ vừa bón phân cho hoa màu, nhưng năm nay có lẽ chúng tôi chẳng thu hoạch được gì." Cô nhớ trận lụt năm 98 khi hầu hết nhà cửa của Kiều Đầu ngập trong nước suốt 3 tháng. Hoàng nói gia đình cô đã chịu tổn thất nặng nề sau đó, nhưng may mắn đã khôi phục được kinh tế và xây được nhà mới. "Nhưng lũ lụt lại kéo đến một lần nữa và phá hủy tất cả. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời tôi," cô nói. Thưa quý vị, lũ lớn ở thành phố Nghi Xương, hạ lưu đập Tam Hiệp đang khiến hàng loạt ô tô bị ngập sâu trong nước. Hình ảnh video được đăng trên mạng xã hội Trung Quốc hôm ngày 1 tháng 8 cho thấy thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc chịu lũ lụt nghiêm trọng, đường phố ngập trong nước, lũ đục ngầu, cùng với đó là những chiếc ô tô bị ngập lên gần nóc. Nghi Xương nằm cách con đập Tam Hiệp khoảng 20 km và là thành phố đầu tiên ở hạ lưu đập. Nhiều người dân nghi ngờ lũ lụt là kết quả việc con đập lớn nhất thế giới bí mật xả lũ để giảm áp lực cho cấu trúc đập và người dân phải gánh chịu hậu quả. Kể từ ngày 1 tháng 8, mưa xối xả chút xuống khu vực giữa và hạ lưu sông Trường Giang dẫn đến nước lũ vượt cảnh báo trên 58 con sông ở 12 tỉnh và thành phố, gồm Trung Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu, theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc. Trong 2 ngày, 31 tháng 7 và 1 tháng 8, thượng nguồn sông Trường Giang, vùng hồ chứa Tam Hiệp và nhiều sông khác đều chứng kiến mực nước dâng cao đáng kể. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, trận lụt năm nay đã ảnh hưởng đến 26 tỉnh và 11,22 triệu người, trong đó 78 người đã chết và mất tích. Ước tính 8.000 ngôi nhà đã bị phá hủy và 97.000 ngôi nhà bị hư hại ở 13 tỉnh, thiệt hại lên tới 25,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,6 tỷ USD. Lưu vực sông Trường Giang hiện bước vào mùa lũ chính và đây là giai đoạn quan trọng để kiểm soát lũ. Đây là trận lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc
kể từ khi đập Tam Hiệp được hoàn thành năm 2003. Lần gần nhất Trung Quốc chứng kiến trận lụt quy mô lớn như vậy là vào năm 1998, khi hơn 2.000 người thiệt mạng và 3 ngôi nhà và 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Ngoài việc tạo ra điện, một trong những mục đích chính được nêu ra của đập Tam Hiệp là giúp ngăn chặn chu kỳ ngập lụt dọc sông Trường Giang suốt nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, vì lo ngại lũ lụt ở thượng nguồn trong mùa hè này đã khiến đập bị quá tải, hồ chứa của Tam Hiệp được giữ ở mức thấp, dẫn đến nghi ngờ xả lũ bí mật và gây lũ lụt khủng khiếp ở hạ lưu. Con đường đê dài 1 km biến thành thác nước lớn khi lũ tràn qua một huyện ở tỉnh Quý Châu. Mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực miền Nam Trung Quốc, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Lượng nước trút xuống Duyên Hà, một huyện thuộc địa cấp thị Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, hôm 31 tháng 7 lên tới 116,9 mm. Lượng nước lớn khiến thị trấn Hòa Bình, nơi đặt chính quyền huyện, xuất hiện lũ quét và ngập úng. Do không thoát nước kịp, hơn 50 cửa hàng ở khu chợ nông sản thị trấn bị nhấn chìm trong mực nước sâu hơn 1 mét. Nước lũ tràn qua con đường đê chảy xuống sông Ngô, tạo thành một thác nước lớn dài tận 1 km. Không muốn muộn làm, một cô gái ở tỉnh Quý Châu vừa lội vừa bơi qua con đường ngập nước. Mưa bão kéo dài nhiều ngày ở miền Nam Trung Quốc tuần trước khiến đường phố ngập úng, cản trở người dân đi lại. Tuy nhiên, một phụ nữ trẻ ở thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, hôm mùng 1 tháng 8 quyết không để tình trạng này ảnh hưởng tới công việc. Cô đã bơi qua đoạn đường ngập 80 cm gần khách sạn Tân Thành, quận Tân Phú. Tôi là giáo viên dạy bơi lội, xưa nay chưa từng đi làm muộn, để kịp giờ làm, tôi quyết định bơi luôn qua chỗ ngập, cô nói. Video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người nghi ngờ đây là video quảng cáo cho một hoạt động nào đó, bởi nước có vẻ đông và cậu bé đằng sau cô gái vẫn lội qua chỗ ngập. Một số người cho rằng dù có video quảng cáo thì cũng xứng đáng. Để bơi qua chỗ nước bẩn như thế, cô ấy xứng đáng được trả thêm tiền, một người dùng Weibo viết. Bản tin hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc thời lượng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.